nó kêu gì, kêu phần nồi nghe nè. Bếp giờ còn hết rồi. Cháy gã nồi nha. Ganh ti giặt, giặt ghê quá. Gã ra coi cao su nó mòn cái nào. Gơ quá nhiều. Gơ lên gơ xuống gì là nó bình thường, còn gơ qua gơ lại nó mới giọng nha. Đây, thử thử kiểu này. Lắc ra lắc vô là nó sẽ gơ như thế này. Vì là nó rất là kêu. Đang rất là nóng. Để tiếp tục tháo ra. Ghê quá trời luôn. Cái tiếng giọng nãy anh em chỉ cần tán cao su nồi trong đây lại là xong nha. Mấy cái live này phan ra tán lại. Đây nè. Bịch cao su nồi bên mình bán là nó có sẵn mấy cái chốt live cho anh em tán luôn. Có mấy cục cao su nhỏ nè, chốt live nè. Xả ra mình tán vô cái nồi này là xong. Còn bố thì anh em muốn bóc hơn chút xíu thì mình thay bố. Bố nồi. Tiếp sắt. Bố nồi tiếp sắt này nè, có những cái em ăn nè. Chỗ ăn anh em thấy không, cái mặt nó láng nè. Còn cái chỗ kế bên không ăn nè, nó bị nhám. Phần da phíp cũ nó ăn cũng không đều nữa nè. Phần láng, phần nhám nè. Nó không có táp được nguyên mặt bố vô. Thì này mấy anh em đừng có xài lại, nó bỏ luôn. Mình đi bố với phíp. Bố với phíp của nó là ok. Vậy là cái nồi của mình sẽ đi ngon trở lại. Khi nồi đã tán, cái độ gơ tới gơ lui nó cũng rất là ít nha. Gơ qua gơ lại thì hầu như là không có nữa. Như vậy nó mới im được. Đây là bố phíp. Nó mòn quá mình bỏ ra nha. Mình đi bố phíp mới vô. Nếu mà anh em là muốn ngon thì mình đi cặp thạch nham mới nha. Đây cặp mặt nhôm mới 21 đây. Mặt nhôm này cũ, có phát lỗ rồi. Cái nhất là cũ có phát lỗ rồi. Cái hai là mình lên máy mình canh lại nó bị đảo rồi. Nó không còn im nữa. Nên mình phải thay mặt nhôm mới. Vì cái nồi mình hoàn toàn im lại. Giờ mình vô xong mình sẽ nổ máy lại cho này nhập nó đi. Cái nồi nè mình lắc tới lắc lui nè, cái độ gơ nè. Sau khi tán độ gơ nó rất là ít nha. Nè, gơ qua gơ lại nè, hầu như là không còn nữa. Mình gơ tới gơ lui nè, rất là ít. Vậy là mới im được nha.
Rồi giờ ít đất nồi vô mình sẽ cảm nhận cái độ im của nó. Cái tiếng vọng này do cao su nồi nó vỡ rồi nè. Bể bên chành hết rồi. Này nó kêu dữ lắm nha. Tán cao su vô là im lại. Đây bình nhất thái nhập máy nè. Tiêu chuẩn là năm sao rất thích hợp cho những chiếc xì bò. Nhập khẩu trực tiếp từ bên Thái. 5 sao nha nè. Đặc trưng của xì bò là thích đi nhất này, đi rất là êm, rất là nhẹ xe. Trên nắp chai có đóng chữ xanh đi. Rất là cứng. Đây, sau khi đổ máy anh em thấy tán nồi xong rồi rất là im nha. Nó bị cái cọc cọc hồi nãy lý do là cao su nồi nó bị hư. Sau khi tán nồi xong mình vô cố vô phím đi cho nó bốc luôn. Giờ hiện tại đang rất là im rồi. À, cảm giác đi rất là nhẹ đi em nè. Anh em có nào mà cái nồi xem mình có kêu thì cứ alo liên hệ mình ship cho mấy cái cao su nồi về tán vô là hết nha nè. Có đam mê vậy hay thì đăng ký kênh ủng hộ nha nè. Chào tất cả anh em. Cái xì bo là nó bị bệnh rất là khó nổ này nè. Để mình giả coi nó xài xăng gì nha. Kenhim. Mình thấy rõ là đây là chữ Kenhim nè. Hơi tối đây mình giả ra bên trong của mình cho anh em xem nè. Cái này chiếc này được chủ đi cài nha. Mà sáng hay là để một chút xíu đạp rất là khó nổ. Lý do mình xăng Kenhim này là loại thường. Nó xăng nó không chuẩn. Mình dựng mà nó nguội máy là đạp thấy bà luôn á. Đạp bỏ giò mấy chục cái mới nổ. Nè bây giờ mình sẽ giải ra nha. Bụi không.
Đây mình đã thấy được cái bình Kenhin nha. Bình Kenhin mà cũ thì nó rất là khó nổ. Giờ mình sẽ đưa bình của Indo vô. Đây là cái bình nè. Kenhin nè, bật rất là khó nổ. Rồi. Đi ra đứt luôn. Hai dây ga luôn. Đây cái bình ở ngoài nè. Bình Indo là một cái là ok. Đây. 21D nha nè, 21D. Lấy ga nó màu trắng. Giờ sẽ gắn vô. Có vô xe hiệu hay là xe gáp thì vẫn ngọt nha anh em. Đi ra ngâm vẫn ngon bình thường. Em đi rất là ổn định. Rồi anh em nào có cần mấy bình xăng như thế này để đạp dễ nổ, em đi ổn định cứ alo liên hệ mình nha.
cái này gơ gơ ra gơ vô này nè. Gơ hả? Dạ. Cái này thấy tán nó im được. Gơ tới gơ lui là bình thường. Rồi nếu thì đã mở ra để cho kiểm tra này vậy đó. Rồi cái nào không được thì chú tán lại. Em có mua su mua luôn rồi mà. Mình đã dự bị bữa mình mua nó đó. Dạ. Số 2 phím sắt. Vô gìn 21D. Xúc lại cái bô nghe nè. Cái này nghẹt quá trời à. Nhớt à. Lòng nó kêu thì bắp con lại giặt nồi luôn.
58ml. Tái lớn mà. Sấy ăn không đều. Sẽ vô cái lòng mà lai luôn. Tâm ngay GT nha nè. Lòng mà lai. Ông ngay T21D. Cái cốt lớn quá thì mình lên 2 nha. Này tới cấp 4 à. Sấy nhiều quá nó ăn không nhiều quá. Chỗ ăn tôi không. Giờ sẽ ít cái lòng, ít ăn đa vô luôn. Nồi tiêu tán lại. Đi bút vô si luôn. Ok anh em. Rồi tiếng vô cho rất ra rất là ấm luôn nha. Lòng ít tăng đa mà like. Anh em nào có cần mấy cái đồ chú Năm ơi liên hệ mình nha. Cái Năm ơi gì hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Chào tất cả anh em. Này đi rất là ngọt, ok. Ký hiệu 20D. 20 tùy theo đề nha. 20 này là nay đóng 20 có số 9 thôi. Tùy theo đề. Giờ đây là mình sang cũ. Mát đi ra băng. E nó cũng tuôn á. Cái chim nè. Thời gian là mình phải thay thế. Mấy cái đất lưa trong nó bị mòn. Giờ mình sẽ vô mình giật nghe nè. Nó ngọt tới mức độ nào nha. Nhắc cam nha nè. Xả hết bệnh này ra. Rồi nó sẽ hôm liền. Mùi lưỡi cam nhiều quá mà sáng chạy khét quá. Không phà phải chứng quá. Tính nhăn không chạy quá tính nhăn. Hôm tự nhiên. Đây có hỏi thử mua này chưa? Rồi hỏi mua con trai chưa chăm nữa. Nhất là bao luôn. Giờ anh chăm một chai hay muốn chăm thêm nữa? Chai thôi chị chả, còn một chai hả không chả nữa. Dạ. Hôm đi xuống là máy còn thấy chai chả chưa chăm. Quá hợp quá hợp. Giỏ để trong phòng vẫn được ha. Bi bi. Thank you.
rất là ok nha nè, anh ti rất là ổn định luôn. Anh em có máy cần máy bình xăng cứ alo liên hệ nha nè. Đây giờ bẩn mở gà mở lại luôn. Đây bẩn mở gà sau khi vô xe. Đó, ok. Nhìn chiếc xe cứng hơn rất là nhiều nha anh em. Sao quay tế màu rất là đẹp luôn. Rồi cái này cần máy bẩn ra lâu liên hệ mình nha. Đây bẩn mơ gà lúc ra ngoài nắng nè anh em. Màu vàng quá ok luôn. Trái. Cái bình xăng Nhật này lên ga xuống ga rất là nhạy luôn á. Bẩn màu rất là đẹp. Cái nắp đầu mà xe nó bị vớt hụt nha, vớt kiểu này chạy hết ngon rồi. Đây nắp zin nè, mốt D7X. Và đây mình có bán nắp zin theo xe nè. Vô cặp vỏ mà lai nghe nè. Đây. Made in Malay. Cái này có thể xài cho không guộc được luôn nha. Anh em nào mà đi không guộc thì mình xài vỏ này vẫn được. Rất là dày 8 lớp. Đúng Malay luôn, Made in Malay. Vô này. Bạn nào anh? Có máu chạy được dấu.
cổ hắn hãng luôn nha. Thì anh em xài mới an tâm. Đây bố Hường nè, không ăn dữ. Đây là bố Nissin. Lấy cái luôn đi ông nội. Hai gục luôn. Gục hai hai lỗ rồi. Gục giá nhiêu vậy? Đang bị giọng nồi, giờ mình giả mình làm nồi luôn nghe nè. Để chỉ 110. Sau khi làm xong đó là im với cái bóc xe nè. Đây anh em ơi, xước nè. Cái lồng nó xước mấy nhầy luôn nè. Đó. Vậy là chạy hết ngon nha. Để mình rút ra luôn. Nè, bê tông đó nè, xước. Vậy là chạy hết ngon. Đây cái lồng Malai gin là 56 ml nha. Nước nhôm bóng rất là đẹp.
21DT2. Dành sử dụng tầm bạc AGT. Thì cái lá này là nằm ở dưới nha. Rồi mình vô bạc xong mình nhắn vô nha, cho anh em xem nó im để mức độ nào. Lá bạc dày nằm dưới. Lá bạc có miếng mỏng miếng dày. Miếng dày nằm dưới. Rồi bắt đầu. Cái lá mỏng nè, mặt mo nè, nằm đằng trước nha. Rồi rồi giờ mình sẽ úp vô. Đó là im nghe nè. Đồng này cho ra tiếng bô rất là chắc luôn. Cái tiếng bé cũng rất là ok nha anh em. Gì anh? Heo dầu không? Rồi vô đẻ xíu luôn. Rồi vô nè. Nghỉ luôn à? Được chứ, mà tại hôm qua tôi chọc nó hư luôn á. Cái búa tạm cho nó thụng. Kéo một cái nghe. Bẩn mỡ gà 110.
hai màu luôn nè. Đây 120 có, 110 có luôn nha nè. Giá chỉ vài xị thôi. Bữa mới gà 110 ra nắng rất là đẹp nha nè. Quá đẹp.